Rất hay em này về. Nếu bạn muốn có một căn bếp trông thật là sang xịn mịn, hôm nay sẽ là video review về mẫu sản phẩm chậu rửa chén đá granite mã BC7952R đến từ thương hiệu Bosco. Bắt đầu thôi. Chậu đá dài 79 cm, rộng 52 cm, đặc biệt lòng chậu sâu 25 cm sẽ làm tăng sức chứa cũng như là hạn chế việc bắn té nước ra ngoài. Thân chậu làm từ bột đá granite đúc nguyên khối với khả năng chống thấm, chống ồn cực tốt. Chất liệu đá granite phủ nano silver nhập khẩu từ Ý, thân thiện với môi trường, không chứa chất độc hại, an toàn cho sức khỏe. Bề mặt chậu nhẵn bóng sẽ tạo sự sang trọng cho không gian bếp. Chậu được thiết kế một hộc với sức chứa lớn cũng như là dễ dàng vệ sinh. Với những gia đình nào có căn bếp nhỏ thì sản phẩm này sẽ làm tối ưu không gian bếp của khách hàng. Cũng như là những gia đình nào mà có căn bếp lớn thì sản phẩm này sẽ vừa làm cho không gian bếp trở nên thẩm mỹ cũng như là đáp ứng được nhu cầu sử dụng của gia đình mình ha. Và màu ruốc của mẫu chậu đá này sẽ phù hợp với nhiều phong cách cũng như là màu sắc mặt đáy bếp khác nhau. Và đặc biệt với chế độ bảo hành 10 năm thân bồn thì đây chắc chắn sẽ là sự lựa chọn lý tưởng cho không gian bếp hiện đại. Nếu khách hàng yêu thích sản phẩm này, hãy truy cập vào trang web bosco.vietnam.com để biết thêm thông tin chi tiết nhé. Chọn bếp hiện đại, hãy chọn Bosco nha.